8 cách hay giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ không diễn ra tự động, ngay cả khi chúng ta lên kế hoạch ngủ nghỉ thì nhiều khả năng bạn vẫn không chợp mắt được. Nếu đã thử nhiều cách trị chứng mất ngủ mà chưa hiệu quả, hãy tham khảo các cách dưới đây để giúp bạn dễ ngủ hơn nhé. Số 1, cố gắng tỉnh táo. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng việc cố gắng tỉnh táo càng lâu càng tốt lại là phương pháp điều trị nhận thức hành vi cho chứng mất ngủ suốt nhiều thập niên. Phương pháp này được gọi là ý định nghịch lý, chọn cách tiếp cận thoải mái với giấc ngủ hãy thuyết phục bản thân rằng bạn thực sự không quan tâm đến việc liệu mình có ngủ được hay không, và rất có thể trong quá trình đó, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhiều người mắc chứng mất ngủ khi áp dụng cách này đã giảm bớt lo âu vào ban đêm, ngủ nhanh và dễ hơn. Số 2. Đừng dùng thiết bị điện tử. Hầu hết ai trước khi đi ngủ đều lướt nét để kiểm tra mạng xã hội hoặc để giải trí. Điện thoại, TV và máy tính thu hút chúng ta, chúng làm não thức giấc và phải cảnh giác. Vì vậy, để dễ ngủ hơn, bạn cần trao tạm biệt chiếc điện thoại yêu quý của mình. Số 3, làm nhẹ bàn quang. Không nên uống quá nhiều chất lỏng trước khi ngủ vì bạn sẽ phải dậy giữa đêm để giải quyết nỗi buồn, điều này làm gián đoạn giấc ngủ say. Hãy làm nhẹ bàn quang trước khi lên giường ngủ để mang lại cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm. Số 4, tránh ngủ vặt trong ngày. Do ngủ không ngon vào ban đêm, nhiều người bị mất ngủ thường có thói quen ngủ gật vào ban ngày. Mặc dù những giấc ngủ ngắn trong thời gian ngắn liên quan đến việc cải thiện sự tỉnh táo, nhưng nó có thể tác động tiêu cực đến giấc ngủ ban đêm. Số 5, nghe nhạc thư giãn. Âm nhạc có thể cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ, thậm chí có thể được sử dụng để cải thiện chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính. Một nghiên cứu trên 24 người trưởng thành trẻ tuổi chứng minh rằng âm nhạc sẽ giúp thúc đẩy giấc ngủ sâu hơn. Số 6, sử dụng tinh dầu các loại tinh dầu có tác dụng thư giãn, giải tỏa căng thẳng sẽ giúp cải thiện giấc ngủ cả về chất lượng và thời gian ngủ. Những mùi hương phổ biến có tác động tích cực đến giấc ngủ bao gồm hoa oải hương, hoa hồng gấm, bạc hà, kết hợp tinh chất chanh và cam. Số 7, lựa chọn nệm thoải mái. Nệm và bộ ga giường thoải mái có thể có ảnh hưởng đến độ sâu và chất lượng của giấc ngủ. Bạn nên lựa chọn nệm có độ cứng vừa để có chất lượng giấc ngủ tốt hơn và ngăn ngừa rối loạn giấc ngủ. Số 8, tránh nhìn vào đồng hồ. Nhiều người bị thức giấc vào ban đêm và họ lo lắng đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý. Tuy nhiên, việc không thể ngủ lại có thể phá vỡ giấc ngủ ngon của bạn. Những người thức dậy giữa đêm thường có xu hướng xem đồng hồ và ám ảnh về việc họ không thể ngủ lại. Trên đây là các cách giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ, hãy áp dụng mỗi khi thấy khó ngủ nhé, chúc bạn vui vẻ.